Preview. Chào mừng bạn trở lại channel. Như bạn biết, thời gian sắp tới, cụ thể là ngày 1 tháng 1 năm 2021, Google Photo chính thức dừng việc cung cấp dịch vụ miễn phí cho chúng ta. 1 tháng 1 năm 2021 thì họ sẽ không cho chúng ta upload miễn phí, backup miễn phí nữa. Nhưng mà dữ liệu vẫn còn, tuy nhiên cũng một ngày rất gần nữa thôi, họ sẽ xóa luôn dữ liệu Google Photo của chúng ta. Nhưng mà họ chưa công bố chính thức là ngày nào, nên là việc làm cần thiết chúng ta ở thời điểm hiện tại đó là chúng ta sẽ tự backup, download dữ liệu của chúng ta về ổ cứng, để tránh trong trường hợp họ chính thức dừng luôn việc lưu trữ dữ liệu cũ của chúng ta thì chúng ta sẽ bị mất. Cách download backup về ổ cứng đó chính là chúng ta sẽ vào checkout.google.com. Các bạn đang nhập tài khoản Google, các bạn sẽ thấy ở đây create a new export. Ở trang checkout này nó sẽ cho phép chúng ta download về rất là nhiều dữ liệu, rất nhiều dịch vụ Google, gồm có Assistant, Blocker, Calendar, Chrome, Google Cloud Print, Contact, vân vân, rất nhiều dịch vụ Google. Và trong đó chúng ta sẽ thấy dịch vụ Google Photo đây. Sẵn tiện các bạn có thể backup luôn những dịch vụ khác, nhưng mình hiện tại chỉ cần backup dịch vụ Google Photo. Do đó mình sẽ đi select all và chọn vào Google Photo. Mình kéo xuống phía dưới, chọn next step. Nó cho phép chúng ta export một lần hoặc là export mỗi 2 lần trong năm. Và nó cho phép chọn file zip bao nhiêu GB. Nếu mà chọn nhỏ thì nó sẽ chia nhỏ ra. Mình sẽ chọn luôn 50 GB đi. Mình nhấn create export. Lập tức bây giờ thì mình sẽ nhận được một email của Google Schedule thông báo đã lên lịch để tiến hành chuẩn bị dữ liệu cho chúng ta. Chúng ta hãy nhấn vào check activity. Thì chúng ta thấy ở đây quá trình chúng ta đã được lên lịch nè. Do you recognize this activity? Mình có thể chọn yes. Chúng ta đã confirm thành công. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục chờ email. Khoảng vài phút sau chúng ta sẽ nhận được một email nữa báo là chúng ta đã request, yêu cầu tạo dữ liệu thành công. Và chúng ta tiếp tục chờ vài phút nữa sẽ có một email cung cấp đường link chúng ta có thể tải về. Khoảng 10 phút sau mình nhận được một email nữa của Google thông báo là dữ liệu đã được tạo thành công. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào download file. Mình sẽ đăng nhập vào tài khoản Google lại. Và ở đây chúng ta đã có dữ liệu. Tổng cộng dữ liệu của mình có ở Google Photo là 15.61 GB. Mình sẽ nhấn vào download. Và ở đây mình có download về. Ok, đây mình có các file đã load về và có luôn một cái file JSON. Đây là metadata, chứa dữ liệu về thông tin của bức ảnh. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip. Nếu thấy clip kết, các bạn quên like, đúng thần, share bè và có thể subscribe channel của mình theo dõi clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Preview.